Hôm nay má anh em đi được 4 giỏ nha mọi người. Thì ghé dắt cho chủ quán luôn, ghé chủ quán ngồi uống nước, dắt cho chủ quán luôn. Này thì giỏ này lấy ra còn được nhiêu đây? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tiếp luôn hả? Quên đi, chúng ta không phải sao? Cái xe luôn mà đi không thấy, quay về thấy hả? Về lấy xe thấy không? Thấy mặt quá trời. Ai đó mà lấy xe đi cái vài bữa vô nằm nó ghét tàn nha, sướng nha. Bật có nhiều điểm.
lít chứ. À, đâm đó chưa được lít. Đó, mấy cây đó mà được nhờ ba xì mấy. Thì ổ lớn khác ổ nhỏ. Có ổ lít cũng có. Ông mới cho nên là ông nó chưa có chảy mặt ra bọc nhiều nha mọi người. Nhưng mà đem về nhà thì để chuyển đi dài ba bữa cũng như là 5-7 bữa mới tới người tiêu dùng thì mặt nó bị động là chảy ra bọc hơi nhiều. Con này giờ trong rừng mới vừa đem ra thì mặt nó cũng còn nguyên. Mọi người thấy cái tổ ở những tổ ong là nó còn nguyên, mặt nó chưa có chảy mặt ra hoài. Sợ hết mà.
không là chán ghê thì nó đủ không, cái đó khô không đủ. Chậm vào đấy thì cho nó đầy đi. Cho con nhỏ không này anh Tâm ơi, không này. Được 4 chai nha mọi người. Nhắc được 4 chai. Còn lại 3 giỏ, bên kia ngoài xe kia một giỏ nữa. Một giỏ còn để ở bên kia.